Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Ở đây là có một nền đang bán, thì em quay cho anh chị xem nha. Cái nền là ở ngoài trước mình luôn nè anh chị. Là ngang 5, dài 15, có hai mặt tiền đường. Đây, để em quay cái đường đi cho chị xem, anh chị xem trước nha. Nè, nè anh chị xem, ở ngoài trước có là đường huyện 93 đó anh chị. Từ đường huyện 93 anh chị vô đây khoảng 50m là tới đất nha. Đó, đường huyện 93 là ở ngoài này nè anh chị. Đây, này là miếng đất của mình nè. Đất mình thì có hai mặt tiền đường, mặt tiền bên này là 5m nè. Em trả lại cho anh chị xem. Đây nè anh chị, nè này 5m nè anh chị. Này, nhà hàng xóm của mình nè. Ở đây thì em thấy là con đường nó còn đi thông nữa nè. Có cái cục điện đèn đường đồ nè anh chị. Nó đi thông ra. Hình như ở đây còn quẹo nữa nè, nó đi hình như chằng chịt luôn á. Nè. Vô đây hết rồi, đó. Thì ở đây hàng xóm cũng đông vui nha anh chị. Rồi mình có thêm một mặt tiền đường ở đây nữa nè anh chị. Đó. Em sẽ mở cái hướng lên cho anh chị xem. Nè anh chị. Thì cái miếng đất này là ngang 5 dài 15. Hiện tại là đất cây lâu năm, giá là 420 triệu nha anh chị. Nè, ở đây thì là hướng nam nha anh chị, hướng tây nam á, nghiêng về hướng nam nhiều hơn. Còn mà anh chị lấy theo hướng theo chiều dài á là hướng đông nam, nghiêng về hướng đông nha anh chị. Đó. Này. Này xung quanh hàng xóm của mình nè anh chị. Đó. Nè. Thì cái miếng đất này là có sổ đỏ đầy đủ hết nha. Em sẽ kiếm chỗ mát mát. Nè anh chị, cái sổ đỏ chủ nhà người ta gửi cho em nè. Về tổng diện tích của miếng đất là 75m² nha anh chị. Đất thì vuông vức, sạch đẹp, không màu mã. Cái vị trí đất rồi nè anh chị. Nè nè, cái sổ miếng đất nè anh chị. Nó. Nó hơi mờ ha, tại người ta gửi qua điện thoại cho em á. Nói chung là đất này thì có sổ đỏ sẵn. Anh chị nào mua thì mình đặt mình xem rồi mình thương lượng giá cả, nếu cảm thấy ok thì mình đặt cọc. Rồi mình hẹn ngày ra công chứng thôi. Nè. Rồi, thì giá là 420 triệu, anh chị nào quan tâm thì alo cho em ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Thì nếu anh chị thích video thì hãy cho em một like nha. Và anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo cũng như là ủng hộ em. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Bye bye anh chị.